Hello và chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Big Salmon tập thứ 8. Và hôm nay tôi sẽ đi sang cái quần què gì vậy? What the fuck? Đây thật, con gì đấy? Cái... ui Polygon Fusion. Má cái miệng con này nó giống con mũi vậy ta. Con này chắc chết xì ke dữ lắm nè. Cái miệng này mà hút một cái là không biết bao nhiêu ký cần luôn đây. Xem mà giờ có một stack bone với 9 quả. Hên xui. Bây giờ nó lại vô. Giờ đi vừa rồi tao không muốn tốn quá nhiều bone cho mấy con như này đâu. Thề này chơi Big Salmon tôi ngán như là cái vụ mà ngồi chờ tụi này nó vô á. Ngồi quăng bone hoài luôn mà nó đéo vô. Cay vãi nồi. Ê, là rùa nè. Tiện thể tôi train level cho Aces luôn. Đủ nó đâu vậy? Ê, cú ơi. Cú ơi. Anh bạn ơi. Chết mẹ. Ủa Phát mới đánh con rùa xong nó biến ra mất rồi. Đây trứng nở tiếp nè. Phát về Conat. What the fuck bạn ơi chích con ngựa thì nó đi rồi. Má sao nó biến mất nhanh vậy ta, kỳ lạ vậy. Là thôi kệ đi, con đó nó cũng không được đẹp lắm, với lại đem con đó về nhiều khi tối nó lừa nó thọc tôi nữa, thôi nguy hiểm lắm. Chúng ta nên để nó ngoài tự nhiên chứ mà đem về đây mai mốt là sốt xuất huyết hết nguyên nhà. Oh shit, có cảm giác không lành lắm. À ok, vẫn bình thường nha. Thôi mẹ Giratina lại quýnh cho nhanh. Giratina tán chích cùng mẹ nó cho tao. Shadow Fox chuẩn bị quốc nó quốc. Wow, mày sao quýnh yếu như con kia vậy? Sai rồi, kịch bản này sai rồi mày ơi. Chủ mất kịch bản này sai rồi Fox. Mày Legendary mà làm gì kỳ vậy, làm ăn gì kỳ vậy? Legendary mà, trời ơi, sao không sử dụng một chiêu gì đó kiểu Kamehameha gì đó, chửi một phát chết luôn. Nhục nhã. Vậy, được một cái Skyblade với lại cái kẹo. Nó. Rồi, bên này trời ơi, nó lên khói rồi. Giờ mày đút lá đu đủ vô một cái nó phê tới nóc luôn. Thấy biết bao nhiêu Legendary luôn. Rồi thì có vẻ là buổi tối Pokemon nó đi ngủ rồi, nhìn nó hơi vắng vẻ cho nên là tôi ra chỉnh trời sáng để cho tụi nó spawn ra nhiều hơn. Nó để tôi còn đập nó nữa. Rồi chim. Hôm nay tôi sẽ ở núi này để xem thử là có con Legendary nào nó sẽ spawn ở đây không. Biết đâu hên xui nó lại spawn ra mấy con dạng kết hợp của Rayquaza. Như vậy thì ngon. Hồi trước thì con Giratina của tôi nó cũng bắt ở đây nè. Celebri. Shit, chết mẹ nhầm chiêu. Mà giờ này tôi cũng hơi chán Big Salmon rồi, không biết là ngoài Big Salmon ra thì anh em còn có thích coi cái thể loại gì nữa không? Giờ tôi làm, đi qua tôi nhảy cho nó vui chứ. Nhảy hoài cũng một cái điệu Big Salmon mà nó chán lắm anh em. Tôi có nhìn qua bóng nó lắc qua lắc lại hoài, nó muốn trầm cảm đến nơi rồi. Không anh, ê, Darkrai baby, what the f... cái đéo gì? Mẹ, em bé Darkrai. Là sao? Adu. Vải color. Ôi tôi thấy được cái ở dưới nè. Chắc cái này không vi phạm pháp luật đâu ha. Oh my fuck. Hello, chào bạn. Bé ơi, fuck. Ê con qua Sunny. Cái điếu gì vậy? Một quầy vậy. Đó. Một con Sunny fanbi. Ok. Ultrabon. Trời má nó quăng bon xuống dưới chân núi luôn. Trời mình đứng đỉnh núi quăng xuống chân núi. Bà mẹ nó rảnh thiệt. À đây bây giờ có con Aces nó đứng chặn là không có còn quăng xuống đỉnh núi nữa. Ngon. Nó dạy cho nó nhanh chứ đậu phòng. Có anh NPC kia anh đứng đó anh nhìn đi đâu luôn à. Anh nhìn về phương trời xa. Một nơi xa xăm có cánh chim đang bay lượn. Dây bắt được rồi, ngon. Rồi hay quá. Ôi giờ tôi nhìn lại tôi mới nhận ra là con Polygon nằm trong đây nè anh em. Tôi tưởng nó đi đâu á, hóa ra nó nằm trong đây. Bất ngờ chưa? Rồi, còn đây là baby Darkrai của chúng ta, tôi sẽ thay bằng con ếch. Này. What the fuck? Tôi không biết là... Adu! Trời quá! Giờ cái này có tính là bạo hành cho em không? Sao nhìn con này nó nhỏ mà nó cưỡi được... Cái gì vậy? What the fuck? Ôi, lắc đít giữa trời không? Ê, mặt trời bay lên. Sắp. Bà mẹ nó. Thôi. Tắt đi bộ cho lành chứ để lắm một hồi YouTube nó gõ cho một gậy nữa là hết hồn. Có con boss Groganola ở dưới kìa.
nhưng con đó chắc không đáng đánh đâu. Mấy con đó bốt bình thường, cũng không cho đồ nhiều lắm. Ở đây thì có anh bạn Shiny gì đây, Shiny Slowpoke Valor, thôi bắt luôn đi, cũng hay mà. Vô, nó vô luôn nè anh em, coi anh em coi chuẩn bị nó vô luôn nè. À đi, mẹ đeo vô. Tiêu. Oh my god, need fuck, yeah. Holy shit. Này, dưới đây có gì không? Dưới đây hình như là có ông Mobile Winner đúng không nè? Ủa? Ơ kìa. Mau, ông Mobile Winner không đi đâu rồi. Bà mẹ đứa nó không trả lương cho ông trốn rồi kìa. Hút nàng. Ở đây có một cái này là cái giúp con Uchifu tiến hóa nè. Sao tao lấy không được ta? What the fuck? I don't feel nice. Có con Pokemon Spawn kìa. Ủa? Rồi này lấy bằng nhìn tin nè. Lấy bằng gì à? À đây ok. Rồi, cho này coi ta có kiếm. Kiếm gỗ sắc đến 4 luôn. Bà mẹ đem đi chém Pokemon là hơi bị ác. Focus shot, ok. Một cái bản đồ. Rồi ở dưới hình như có mấy anh dai mạnh lắm. Ủa chết mẹ, cái thành này trống hết ta. Mà bọn này nó chơi chiến thuật vườn không nhà trống à. Không ai hết. À đúng thiệt. Ừ mà cũng hợp lý ha. Cái này nó ở giữa người đảo hoang mà đâu có người gì đâu. Đâu ai ở đây. Nó ở đây rồi nó ăn cái giống gì. Nè. Má. Giữa biển luôn. Cặp nhau ăn. Ừ đúng rồi, chắc là mấy người đó cặp nhau ăn chết hết rồi. Ok, chúng ta gặp một anh bạn NPC. What the fuck. NPC 6 muối luôn ghê. Kinh đó, kinh. Rồi 6 muối của mày có bằng 1 muối của ai sớt không? Mày nhờn, á đù. Ngồi mà nó sống qua một tên luôn kìa. Rồi đây coi thử mày sống qua được tên hai không. Làm sao mày sống được, làm sao mày sống. Chết mẹ, nó sống được kìa. Mà nó sống được kìa. Fuck, nó sống được kìa. Fuck, ok đó. Rồi chinh trong này thì chinh trong, bên kia có một thêm một thằng sáu muối nữa kìa. Này thì chinh trong rồi, xong một anh đã nằm xuống. Linh hồn anh sẽ nghỉ ở đây. À bên này có một chị, có một chị ở bên này đó. Chúng ta phải lịch sự với phụ nữ nha anh em, chúng ta không nên nói gì hết, chúng ta phải lịch sự, cùng lắm là tái chết bà đó thôi. The worry up the way the fuck. Má cái nhà gì đây? À đù, cái làng. Nó tìm thấy một cái làng anh em ơi. Và làng này có cái gym lửa. Ôi, từ từ, đây có cái nhà gì nè. Cái quỷ vậy. Đây, một con Omanai ha. Hay á. Nó mấy nhà thì không có gì hết. Nhà này là Sida. Kiểu toàn lúa mà mấy cái này là trong. Cái này là nếu mà làm ở trong sinh tồn thì còn ngon. Nhưng mà ở đây là Bixamon, nó không ngon lắm. Mấy nhà này hình như là tập đầu tôi cũng có lấy rồi. Mấy tập đầu tôi cũng có đi vô mấy cái nhà giống vậy nè. Nhưng mà không đựng được gì ngon hết. Sao nhìn cái tướng tôi giống kiểu ông già Noel đang đi phát quà cho trẻ em vậy ta. Trời má, nó cái gì vậy? Sao nó xa vậy? Ơi, cái kỳ vô nha. Má cái tướng. Má thì chứ. Tôi đến hiểu tại sao nó là thành ra như thế này. Con Dragona nó bay ở dưới của mình, đứng ở trên mình chú đích. Con này, ấy. Zacian, đây có phải là Zacian ngày ấy không? À không, con này Zacian khác. Đây là Zacian Sunny, má nó xấu hơn con kia. Đậu xanh. Con này nhìn nó. Sao nhìn nó có buồn cười thế đéo nào nha. Này là nhìn vừa ra chó, vừa là chó, vừa là nai. Ôi đâu, vừa là chó, vừa là hươu. Á đồ nó vô luôn mày. What the fuck. Ủa gì vui tính này. Chào vui tính nha mấy bạn. Má ui, tấn công luôn nha, tăng tấn công luôn. Rồi xong. Con này dự báo nó sẽ là một chiến thần ở trong đây. Cất mẹ Giratina vô đi. Này, ta sẽ sử dụng con Zacian này quấn thử nha. Rồi nó biến hình rồi. Nó biến hình là mất hình dạng. Vậy là. Rồi đó, một phát. Một phát đi luôn. Quá ngon, quá mạnh. Quá chất lượng. Rất dễ bắt và nó cũng rất chất lượng. Ô, gọi là Machoke. Một bạn Machoke 6 muối. Này thì 6 muối nè. Dám nhiều muối hơn tao hả mày?